Sáng ngày 21 tháng 6, thờ ủy nhiệm của Bộ Tư lệnh Quân khu, Đại tá Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tại các cơ quan báo chí, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo và cảm ơn sự hỗ trợ đưa tin kịp thời các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời mong muốn thời gian đến bộ tư lệnh quân khu tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đồng hành của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới